Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã mời Nga và các nước thành viên NATO tham gia vòng đàm phán tiếp theo sau vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức hồi tuần trước ở Bruxelles, Bỉ. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã mời đại diện của Nga và 30 nước thành viên NATO tham gia vòng đàm phán tiếp theo. Ông khẳng định NATO sẵn sàng đưa ra đề xuất bằng văn bản và nỗ lực hướng tới những kết quả mang tính xây dựng tại Hội đồng Nga-NATO. Theo ông, điều này có thể liên quan tới việc giảm rủi ro từ các hoạt động quân sự, tăng cường sự minh bạch và cải thiện các kênh đối ngoại. Người đứng đầu NATO cho biết sẵn sàng lắng nghe những yêu cầu của Nga, song sẽ không thỏa hiệp về những nguyên tắc cơ bản, trong đó có việc bảo vệ các đồng minh. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh cần giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại. Ông nêu rõ NATO không muốn căng thẳng kéo dài mà hy vọng vào mối quan hệ ổn định với Nga. Chính phủ Tonga xác nhận là đã có 3 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị phá hủy sau vụ núi lửa phun trào gây ra sóng thần ở nước này vào ngày 15 tháng 1. Trong báo cáo cập nhật chính thức đầu tiên về hậu quả của thảm họa kép núi lửa phun trào và sóng thần, Văn phòng Thủ tướng Tonga xác nhận đã có 3 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Anh và một số người bị thương. Trên đảo Mango, toàn bộ nhà cửa đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi đảo Namuka cũng chịu mức độ tàn phá trên quy mô lớn. Do Tonga vẫn chưa thể nối lại liên lạc với thế giới, những thông tin về thiệt hại từ thảm họa núi lửa sóng thần đến nay chủ yếu được quan sát qua vệ tinh và ảnh từ các máy bay thăm dò. Chính phủ Tonga cho biết đã tiến hành sơ tán người dân, vận chuyển nước uống, lương thực, đồ cứu trợ cùng đội ngũ nhân viên y tế tới các đảo. Vụ phun trào không chỉ gây ra sóng thần ập vào các biển ở Tonga mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia ở Thái Bình Dương, đến tận Mỹ và Nhật Bản. Trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh chưa cần tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19. Tuyên bố của nhà khoa học thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh nhiều quốc gia bắt đầu tiến hành tiêm liều thứ 3 cho trẻ em. Bà Soumya Sawaminathan, nhà khoa học trưởng của WHO cho rằng, dù khả năng bảo vệ của vaccine có thể giảm đi theo thời gian, đặc biệt là đối với biến chủng Omicron, nhưng vẫn cần phải thực hiện thêm nhiều nghiên cứu để xác định đối tượng nào cần liều vaccine tăng cường. Và hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy trẻ em hoặc thanh thiếu niên khỏe mạnh cần tiêm mũi tăng cường. Bà cho biết nhóm chuyên gia hàng đầu của WHO sẽ họp vào cuối tuần này để xem xét việc các quốc gia nên tiêm nhắc lại cho người dân như thế nào. Hiện nay, nhiều quốc gia bắt đầu tiến hành tiêm liều vaccine thứ 3 cho trẻ em. Israel đã triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho trẻ em dưới 12 tuổi. Trong khi đó, Cục Quản lý Dược phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ hồi đầu tháng này đã cho phép tiêm liều thứ 3 vaccine của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc vừa cảnh báo người dân không nên âu yếm ôm hôn vật nuôi trong nhà và đồng thời quyết định là tiêu hủy hàng loạt chuột hamster để phòng nguy cơ lây lan COVID-19. Không ít người dân yêu thú cưng đã cảm thấy sốc trước quyết định này. Nhà chức trách đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc yêu cầu tiêu hủy 2.000 con chuột hamster sau khi phát hiện một số ca mắc biến thể Delta trong cộng đồng có liên quan đến chủ cửa hàng thú cưng. Việc tiêu hủy sẽ tiến hành một cách nhân đạo. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán giống chuột này cũng sẽ bị cấm. Những người đã từng mua chuột hamster sau ngày 22 tháng 12 nên bàn giao cho lực lượng chức năng để đem đi tiêu hủy theo đúng quy định. Hồng Kông, Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn các nguồn lây, gồm cả nguồn lây từ động vật. Hàng loạt các chủ cửa hàng thú cưng ở Hồng Kông đã phải đóng cửa, trong khi nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm nhiều loại thú cưng nhập khẩu khác nhau, như loài thỏ hay loài sóc của Nam Mỹ. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC ngày hôm qua dự báo là nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong năm 2022 sẽ tăng mạnh và vượt qua sự gián đoạn ngắn hạn do biến thể Omicron gây ra. Dự báo khả quan trên thì được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô Brent đạt mức cao nhất kể từ năm 2014. Theo báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ, OPEC dự đoán mức tăng về nhu cầu dầu mỏ không thay đổi so với mức dự báo trước đó là 4,2 triệu thùng một ngày trong năm nay. Tổng tiêu thụ dầu mỏ dự kiến đạt mức 100,8 triệu thùng một ngày trong năm 2022. Tuy nhiên, OPEC cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm các biến thể mới và các biện pháp hạn chế đi lại do dịch COVID-19 có thể đe dọa đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu. OPEC cũng dự đoán, bất chấp chuỗi cung ứng bị gián đoạn và sự tác động của các vấn đề thương mại,
đối với nhu cầu công nghiệp và vận tải vẫn là những yếu tố chính của tình trạng không ổn định. Báo cáo của OPEC cũng cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ vẫn được củng cố trong suốt năm 2022.